Nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10, sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Chí Cường đã đến thăm và chúc mừng công ty trách nhiệm hữu hạn nhà máy bia Heineken Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng, cùng đi có đại diện lãnh đạo các sở ban ngành của thành phố. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Chí Cường đã gửi lời chúc mừng và chúc sức khỏe đến tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên, người lao động của công ty, chúc cho công ty ngày càng phát triển, chiếm lĩnh thị trường. Trong quá trình hoạt động, nếu gặp khó khăn vướng mắc, doanh nghiệp kịp thời kiến nghị đề xuất với thành phố để tháo gỡ. Quan điểm của lãnh đạo thành phố là luôn đồng hành cùng doanh nghiệp trong khả năng có thể, tạo điều kiện thuận lợi tối đa nhất cho doanh nghiệp hoạt động. Trong đó có công ty trách nhiệm hữu hạn nhà máy bia Heineken Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng. Cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng. Đại diện lãnh đạo công ty cho biết, 9 tháng đầu năm nay, công ty cũng đã cố gắng để đạt mức doanh thu hơn 42 triệu đô la Mỹ, nộp ngân sách hơn 1.200 tỷ đồng. Thời gian tới, doanh nghiệp sẽ tiếp tục có các giải pháp, chiến lược kinh doanh phù hợp để nâng cao năng lực sản xuất và tích cực đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố.